Thiên Ký quyển 6 chương 172, nhiều năm sau này mới hiểu. Biệt dạng hồng đã bị thương nặng, động tác chậm chạp, Trần Trường Sinh rất dễ dàng tránh né được, nhưng hắn không làm vậy, bởi vì hắn tin tưởng đối phương. Vô cùng bích nhìn hình ảnh này, không biết nghĩ đến điều gì, rất khiếp sợ, muốn ngăn cản nhưng lại nghĩ tới lời nói của biệt dạng hồng lúc trước, cuối cùng không dám. Một đạo khí tức ấm áp, vô cùng vàng như rượu ngon, theo đầu ngón tay của biệt dạng hồng tiến vào mi tâm của Trần Trường Sinh, sau đó rót vào trong. Thức hải ở dưới mi tâm, nếu không hai mắt nam khách sẽ không trở thành càng ngày càng xa như thế. Vô số ánh sáng chiếu sáng thức hải u ám của Trần Trường Sinh, sau đó biến thành vô số hình ảnh. Những hình ảnh kia miêu tả biệt dạng hồng ở nhai bình chiến đấu cùng hai gã thánh quan thiên sứ trong bầu trời. Hình ảnh vô cùng rõ ràng, trông rất sống động, tựa như ở ngay trước mắt của hắn, vô cùng chân thật góc nhìn trong đó càng làm cho hắn có thể lấy lập trường của biệt dạng hồng, tự mình nhận thức cảm giác tất cả chuyện phát sinh lúc ấy. Hắn thấy được một tử thi vẻ mặt sợ hãi tránh đi, thấy được một phu nhân bình tĩnh ung dung. Bên vách núi có cây, gió nhẹ nhất lên bóng cây, thành một góc hắc bào. Trong bầu trời có mây, có ánh sáng phá mây hàng lâm, bên trong có hai sinh mệnh cường đại đến từ dị đại lục. Bọn họ có cánh chim trắng noãn, không có giới tính, tỏa ra ánh sáng thánh khiết thần thánh cùng khí tức vô cùng cường đại, để người ta không dám nhìn thẳng vào, lộ ra vẻ cực kỳ cao ngạo. Nhưng trên thực tế bọn họ không có bất kỳ tâm tình chính diện hoặc là mặt trái giống như nhân loại, thần sắc là một mảnh hờ hững vượt xa trần thế. Từ ý nào đó mà nói, bọn họ là hoàng mỹ. Bọn họ chính là thiên sứ của thánh quan đại lục ư. Trần Trường Sinh còn nghe được thanh âm của bọn hắn. Bọn họ dùng hẳn là tiếng nói của thánh quan đại lục, âm điệu cổ quái mà phức tạp. Bởi vì những hình ảnh này là thần thức của biệt dạng hồng biến thành, cho nên thanh âm của bọn hắn không như tình hình chân thật ngày đó, bị gió nhẹ phất một cái đã biến thành tiếng nói trên phiến đại lục này. Trần Trường Sinh vẫn nghe hiểu được chút ít. Tiếng nói của Thánh Quang Đại Lục cùng tiếng nói của Long Tộc có chút tương cận. Năm đó ở Tây Trữ Trấn Miếu Cũ Độc thuộc một quyển cuối cùng trong Tam Thiên Đạo Tàng, hắn đã vô cùng quen thuộc đối với tiếng nói của Long Tộc, trọng yếu hơn là hắn từng tại đáy bắc tân kiều theo chi chi học tập một thời gian dài người trộn hỏa ư là có ý gì thời điểm hắn suy tư vấn đề này hai gã thiên sứ thánh quang đại lục đã phát động công kích một đạo ánh sáng thẳng tắp xuất hiện trước mắt của hắn đem thiên không cắt thành hai bộ phận sau đó đạo ánh sáng trái với thiên địa pháp lý kia vòng lại từ một góc độ khác rơi xuống công kích của hai gã thiên sứ càng lúc càng nhanh ánh sáng cũng càng lúc càng nhanh thiên không dần dần bị cắt thành vô số mảnh nhỏ tinh miệng. Vô số thủ đoạn công kích kỳ diệu ùng ùng kéo tới, cấp độ công kích khó có thể tưởng tượng, càng không ngừng xuất hiện. Lấy cảnh giới của Trần Trường Sinh, cũng càng ngày càng nhìn ra toàn bộ chi tiết, nhưng hắn vẫn cảm giác được rất nhiều từ đó. Đó là chân thực kinh nghiệm cùng trí tuệ khi chiến đấu cùng hai gã thiên sứ, là hoa hồng chiếu sáng thiên không, chặt đứt quỷ tích ánh sáng, là quả đấm anh phá mây tầng, không để ý thiên địa pháp lý mà lưu lại dấu vết, theo đầu ngón tay của biệt dạng hồng toàn bộ tiến vào thức hải của hắn. Theo thời gian trôi đi, ánh sáng càng ngày càng dày đặc, tung hoành tương giao, hóa thành một mảnh trắng xóa. Quanh một tiếng vang lên trong thức hải của Trần Trường Sinh. Vô số sóng lớn sinh ra, không ngừng vỗ vào bờ đê vô hình. Trần Trường Sinh tỉnh lại, trừ thức hải có chút đau đớn mơ hồ, không có khó chịu gì khác. Sau đó hắn cảm thấy có chút nóng, chính xác hơn là mặt ngoài thân thể của hắn đang nóng hổi hắn tỏa chiếu tự quan phát hiện trong u phủ thiên kính đều thông tinh huy cánh đồng tuyết đang thiêu đốt hỏa thế cũng không mãnh liệt nhưng mặt ngoài vạn dặm cánh đồng tuyết cũng đang thiêu đốt ngọn lửa u lam vẫn lan tràn đến chỗ xa vô cùng ngón tay của biệt dạng hồng rời khỏi mi tâm của hắn nhưng kinh nghiệm của cuộc chiến đấu này cùng với trọng yếu hơn là cảm ngộ của cường giả thần thánh lĩnh vực đối với thiên địa pháp lý còn có chiến ý thậm chí là sát ý mãnh liệt đối mặt với hai gã thiên sứ thánh quan đại lục này cũng lưu lại trong thức hải. Không nghi ngờ chút nào, đây là thời khắc Trần Trường Sinh có trạng thái tốt nhất kế sau vạn kiếm thành long ở chu viên. Mấy trăm thanh kiếm lẳng lặng treo ở ngoài phòng, cảm ứng được biến hóa của hắn, thân kiếm khẽ chấn, phát ra tiếng vù vù trầm thấp. Cả tòa Bạch Đế Thành đều cảm nhận được một đạo kiếm ý hàn lãnh vô cùng. Trên đường phố chút ít giáo sĩ cùng các chiến sĩ hùng tộc lại càng trong vô thức tránh lui tới chỗ xa hơn. Không biết qua thời gian bao lâu, trần trường sinh mở mắt chế trụ đạo chiến ý kia kiếm ý lành lạnh bao phủ tiểu viện cũng tan biến theo hắn biết trên con đường tu hành dài dòng sau này những trí tuệ này của biệt dạng hồng ở trong thức hải của hắn sẽ trợ giúp hắn giảm bớt rất nhiều đường vòng mà nếu như gặp phải cường giả đến từ thánh quang đại lục kinh nghiệm cùng chiến ý trong thức hải sẽ trợ giúp hắn đạt được càng nhiều lực lượng biệt dạng hồng liếc nhìn hiên viên phá hôn mê bất tỉnh nói ta cùng với hai kẻ này đối chiến dùng một bộ quyền pháp đã từng đề cập với hắn nếu như sau này hắn còn có hứng thú hoặc là nghi vấn đối với nó mời giáo hoàng đại nhân giúp ta chỉ điểm cho hắn một phen hắn rất thích tên thanh niên hùng tộc này cảm thấy có duyên với đối phương cộng thêm hai vợ chồng hắn được nhận ân huệ từ người này cho nên hôm qua mới lên tiếng chỉ điểm hắn vốn định hôm nay sẽ đem bộ quyền pháp này dạy cho hiên viên phá mà bây giờ nhìn lại chỉ có thể nhờ cậy trần trường sinh trần trường sinh nói hắn vốn là người của quốc giáo học viện xin tiền bối yên tâm ở trong những tấm hình này hắn thấy được dung mạo cùng phong cách chiến đấu của hai gã thiên sứ nhưng vẫn còn có rất nhiều nghi vấn nhất là hai gã thiên sứ tán tỏa ra thánh quang đối với hắn mà nói quá mức quen thuộc thân thể huyết nhục của hắn khắp nơi đều là loại thánh quang này đây cũng là ngọn nguồn cái tên dị đại lục kia sao về thánh quang đại lục xa xôi mà thần bí tam thiên đạo tàng cũng không có quá nhiều ghi lại chỉ ở trong điển tịch vô cùng cổ xưa lấy danh nghĩa thần thoại nói tới mấy câu Trần Trường Sinh thuở nhỏ đọc một lượt đạo tàng, đọc nhiều sách vở, có thể ra đời ở Thánh Quang Đại Lục, nhưng trong mười mấy năm đầu đời, đối với Thánh Quang Đại Lục không có bất kỳ hiểu biết nào. Ban đầu, hắn thậm chí cũng không biết sự tồn tại của Thánh Quang Đại Lục. Cho đến khi Tô Ly mang theo thánh nữ phía nam rời đi, hắn cùng với Từ Hữu Dung ở trên Nại Hà Kiều thảo luận hai vị trưởng bối này, hắn mới có loại khái niệm này. Vừa cho đến Thiên Thư Lăng chi biến, hắn theo ánh mắt của thiên hải thánh hậu thấy được tên tăng lửa kia mới xác nhận thì ra thánh quan đại lục thật sự tồn tại di tộc thật sự trốn đến đó bên bên kia tinh không cũng có vô số cường giả sau đó đến một đêm ở tuyết lĩnh vị ma quân vĩ đại từng suýt nữa xưng bá đại lục kia chết dưới một đạo cuộc sáng đến từ bên kia tinh không đạo cuộc sáng này chấn động toàn bộ đại lục cũng làm cho trần trường, trường sinh cảnh giác bất an trí cực hắn không quên thiên hải thánh hậu trước khi chết đã làm gì nàng thiêu đốt chút thần hồn cuối cùng làm tên tăng lữ bên khe suối ở tây trữ trọng thương không thèm để ý truyền thừa của mình hoàn toàn đoạn tuyệt lúc ấy không ai hiểu được tại sao nàng muốn làm như vậy hiện tại trần trường sinh đã hiểu trần trường sinh vẫn còn có chút chuyện không hiểu được thiên thư lăng đêm đó tên tăng lữ đến từ dị đại lục kia cũng không phải là thân thể chân thật mà là thông qua phương thức nào đó để lấy thần hồn trình diện biệt dạng hồng gặp phải hai gã thiên sứ thánh quang đại lục rõ ràng là thật thể bọn họ làm sao tới được nếu như có thể thế dễ dàng thông hành giữa hai đại lục vì sao trước kia người của thánh quang đại lục không xuất hiện hắn nói ra vấn đề của mình với biệt dạng hồng lại hỏi đến năm đó di tộc vì sao có thể trốn sang thánh quang đại lục là dùng phương pháp gì Mấu chốt hơn chính là ma tộc cùng thánh quan đại lục rốt cuộc có quan hệ như thế nào. Biệt dạng hồng không đưa ra trả lời cụ thể, bởi vì hắn cũng không dám chắc suy đoán của mình có chính xác hay không, không muốn ảnh hưởng đến phán đoán của Trần Trường Sinh. Hắn nói với Trần Trường Sinh, về những chuyện này, ngươi nên đi hỏi lão sư của ngươi. Câu này không sai, Thương Hành Chu nhất định là người hiểu rõ thánh quan đại lục nhất trên thế giới này. Hắn ở bên khe suối nhặt được Trần Trường Sinh, đuổi đi Hoàng Kim Cự Long, mời thần hồn của tăng lữ di tộc đi tới thế giới này để xuất thủ với thiên hải thánh hậu. Mọi chuyện có liên quan tới thánh quan đại lục đều có bóng dáng hoặc là nói tham dự của hắn. Mà chuyện này cũng có liên quan tới Trần Trường Sinh. Hắn không biết nên nói điều gì. Biệt dạng hồng nhìn hắn trịnh trọng nói, ngài phải cẩn thận một chút. Trần Trường Sinh hiểu được ý tứ của hắn. Ngày hôm trước cuộc chiến thần thánh kia là một phu nhân cùng ma tộc cực kỳ công khai vây giết nhằm vào tộc cường giả nhân, đáng giá cảnh giác hơn chính là chuyện này đã liên lụy tới vị tộc bên kia tin không nhân tộc muốn đưa ra đáp trả mạnh mẽ nhất trần trường sinh làm giáo hoàng đương nhiên muốn gánh chịu trách nhiệm này giống như trước cũng sẽ gặp phải áp lực rất lớn mấu chốt nhất chính là hắn phải hiểu rõ thương hành chu rốt cuộc nghỉ như thế nào đây cũng là chuyện sau này chuyện hiện tại hắn cần phải xử lý cũng đã rất nhiều trần trường sinh nhìn vô cùng bích một cái vô cùng bích trừng mắt hung hăng nhìn lại Trần Trường Sinh thu hồi tầm mắt, nói với biệt dạng hồng, thật không muốn nói gì hay sao? Biệt dạng hồng lắc đầu. Trần Trường Sinh lần nữa nhìn về hiên viên phá đang hôn mê. Hiên viên phá thân thể cực kỳ khôi ngô, hơn nữa khuôn mặt đầy râu, nhìn số tuổi có vẻ lớn, nhưng trên thực tế hắn là người nhỏ nhất của quốc giáo học viện. Trần Trường Sinh cùng đường tam thập lục, tô mặt ngu, chiếc tụ đám người bình thời thích treo gẹo hiên viên phá, cũng rất thương hắn không biết lúc nào hiên viên phá mới có thể tỉnh lại. Trần Trường Sinh đi ra khỏi tiểu viện, dặn dò Tây Hoang Đạo Điện Đại Chủ Giáo, bất luận kẻ nào cũng không được bước vào con hẻm này một bước. Đại Chủ Giáo thấp giọng vâng lời, không hỏi vấn đề ngu xuẩn là nếu như ai đó tới sẽ phải làm thế nào nếu bất luận kẻ nào cũng không được bước vào con hẻm này, như vậy cho dù là Bạch Đế cùng một phu nhân tới, hoặc giả là Thương Hành Chu cùng Hoàng Đế Bệ Hạ tới cũng không thể bước vào. Cảm giác được đường phố Tùng Đinh có hơn 10 đạo khí tức của cường giả cùng với khí tức ly cung trận pháp vô cùng minh sát, Trần Trường Sinh yên tâm một chút. Một tiếng hạt kêu, hắn cử bạch hạt bay về phía không trung, mấy trăm thanh kiếm quanh tiểu viện cũng phá không bay đi. Hắn biết bên kia không có chuyện gì, vẫn khó tránh khỏi có chút bận tâm cùng khẩn trương. Cho nên hắn không chú ý tới bạch hạt trước khi rời đi nhìn miếu thiên thụ thị giả một cái, giống như đang xin chỉ thị của người nào đó xác nhận Trần Trường Sinh đã rời đi, vô cùng bích nhất thời khôi phục tinh thần, hướng về phía biệt dạng hồng quát, đầu óc ngươi có vấn đề hay sao? Nếu như xảy ra chuyện thì phải làm sao? Lời này nói chính là chuyện vừa rồi biệt dạng hồng chỉ dùng một ngón tay, đã đem kinh nghiệm cùng trí tuệ cuộc chiến thần thánh kia truyền cho Trần Trường Sinh. Đây là thủ đoạn truyền công bí truyền hơn 7.000 năm của Tây Lăng Vạn Thọ Cát, tên là Nhất Điểm Hồng. Lão sư có thể dùng phương pháp này trực tiếp đem cảm ngộ tu hành truyền thụ cho đệ tử. Loại đạo pháp này rất thần kỳ, nhưng cũng rất nguy hiểm, không cẩn thận sẽ phải gánh chịu đạo pháp cắn trả. Trước đây chỉ ở trước đại triêu thí hoặc là chu viên mở ra, tây lăng vạn thọ các mới lựa chọn học sinh vô cùng ưu tú nhưng thiếu sót kinh nghiệm để thi triển đạo pháp này. Nếu như muốn dùng loại đạo pháp này đem công lực cũng truyền cho hậu đại đệ tử, lại càng hung hiểm tới cực điểm trên căn bản hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vô luận là người thi pháp hay là người nhận pháp. Bởi vì nguyên nhân này, 7.000 năm tới nay, chuyện như vậy chỉ phát sinh hai lần ở Tây Lăng Vạn Thọ Cát. Nhìn ngón tay của biệt dạng hồng điểm vào mi tâm Trần Trường Sinh, vô cùng bích thật sự có chút bận tâm, lúc này tức giận cũng có chút đạo lý. Biệt dạng hồng lẳng lặng nhìn nàng, không nói gì. Vô cùng bích chợt nhớ tới hai ngày nay hắn thường xuyên lẳng lặng nhìn mình nhưng không nói lời nào như thế, lại nghĩ tới hai năm gần nhất hắn thường xuyên lẳng lặng nhìn núi xa không nói lời nào như vậy, tiếp theo nhớ tới người đương thời nhìn hai vợ chồng mình nói những lời đó, còn có đám người dùng ánh mắt để biểu đạt, tỉ như vương phá. Nàng bỗng nhiên có chút hoảng hốt, bất an ngừng không nói nữa. Biệt dạng hồng cùng nàng là vợ chồng nhiều năm, tự nhiên biết nàng đang suy nghĩ điều gì, khẽ mỉm cười, vuốt ve đầu của nàng. Vô cùng bích càng thêm hoảng hốt, bởi vì biệt dạng hồng gần đây mặc dù vẫn kính nàng hộ nàng, nhưng đã thời gian rất lâu chưa từng có động tác thân mật như vậy. Vì giải quyết bất an trong lòng, nàng có chút khô khốc chuyển để tài, hỏi tại sao không nói cho hắn biết từ hữu dung đã tới. Thánh nữ không muốn hiện thân, cho thấy nàng không muốn để cho Trần Trường Sinh biết, ta tự nhiên không muốn nhiều lời. Biệt dạng hồng suy nghĩ một chút, rồi chân thành nói với nàng, ngày sau ngươi hãy tôn kính giáo hoàng đại nhân cùng thánh nữ một chút. Vô cùng bích trăm tức nói, ta lười làm những chuyện giả tình giả nghĩa như thế dù sao nể mặt ngươi bọn họ cũng sẽ không làm gì ta chẳng lẽ ngươi định không đếm xỉ gì đến ta ư biệt dạng hồng không nói gì chỉ khẽ thở dài một cái vô cùng bích nghĩ tới động tác của hắn lúc trước lần nữa bất an lúng ta lúng túng nói cùng lắm sau này ta sẽ đổi tính tình giết người bớt đi biệt dạng hồng vẫn không nói chuyện vô cùng bích thần sắc trở nên khó nhìn nói chẳng lẽ ngươi định không đếm xỉ gì đến ta thật ư nàng càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có thể là thật, vừa vội vừa tức, nước mắt chảy xuống, sau đó bắt đầu chửi ầm lên. Đối với biệt dạng hồng mà nói, chút ít nội dung nàng mắng thật sự không có điều gì mới mẻ, lăn qua lộn lại chính là mấy câu lão gia hỏa không có lương tâm, thư sinh nghèo vong ân phụ nghĩa, năm đó nếu như không có ta, như thế nào như thế nào, song thời điểm ở hắn thật sự nổi giận. Vô cùng bích chảy nước mắt nói, hiện tại ta không còn tay, ngay cả con cũng không còn nữa, nếu ngươi bỏ rơi ta, ta phải làm sao bây giờ a?" À? Biệt Dạng Hồng thở dài, đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, tránh cho nàng khóc quá mà ảnh hưởng vết thương. Nàng tính tình chính là như vậy, hắn vẫn biết, thủy chung không có cách nào. Không biết qua thời gian bao lâu, vô cùng bích mắng khóc mệt mỏi, tựa vào ngực của hắn ngủ thật say. Cho dù đang ngủ, tay trái của nàng vẫn nắm lấy cổ áo của hắn, tựa như sợ hắn sẽ lặng lẽ rời đi biệt dạng hồng không ngủ lẳng lặng nhìn mặt của nàng không biết suy nghĩ điều gì mây mù trong dãy núi đã tan biến nơi xa dưới vách núi mơ hồ truyền đến tiếng sóng trần trường sinh từ trên bạch hạt đi xuống đi tới phía trước phía trước là một gốc thiên thụ cao vút trong mây gốc cây có một đại đồng bên trong có phòng nhỏ một vị thiếu nữ áo đen lẳng lặng đứng ở trước phòng hắc y thiếu nữ tự nhiên chính là tiểu hắc long là người thủ hộ nàng cùng trần trường sinh trong lúc gặp nạn dù đã bị chặt đứt thần niệm liên lạc cho nên trong khoảng thời gian nàng tiêu thanh biệt tích trần trường sinh cũng có thể xác nhận nàng vẫn an toàn chẳng qua loại liên lạc này bị thiên thụ ngăn cách trần trường sinh mới không cách nào xác định vị trí cụ thể của nàng nhưng có biệt dạng hồng chỉ rõ phương vị muốn tìm được nàng là chuyện phi thường dễ dàng thiên thụ cao như vậy chính là trong thụ động cũng có thể chứa được một gian phòng Thân hình của Tiểu Hắc Long tự nhiên lộ vẻ càng thêm nhỏ bé. Tầm mắt của Trần Trường Sinh rơi vào trên mắt cá chân của nàng, thấy được sợi xích sắt, không khỏi nghĩ tới trước kia ở đáy Bắc Tân Kiều thường xuyên nhìn thấy hình ảnh này, tâm tình hơi trầm xuống. Tiểu Hắc Long nhìn hắn nói, "Làm sao ngươi tới trễ như thế?" Trần Trường Sinh lòng đầy xin lỗi, không biết nên giải thích như thế nào. Tiểu Hắc Long tầm mắt lướt qua vai hắn, rơi vào trên bạch hạt, sắc mặt nhất thời biến thành lạnh tựa như sương. Trần Trường Sinh không chú ý tới chuyện tâm tình của nàng đã biến hóa, mặc dù phát hiện, đại khái cũng không hiểu được nguyên nhân. Hắn đi tới trước người Chi Chi ngồi xổm xuống, bắt đầu nghiên cứu sợi xích sắt đem nàng giam cầm ở nơi đây. Dưới tàn cây vang lên một trận kiếm minh dày đặc như mưa. Ở trong thời gian cực ngắn, hơn 10 đạo danh kiếm bao gồm vô cấu kiếm ở bên trong đều chém xuống, nhưng không cách nào chặt đứt sợi xích sắt này. Không giống xích sắt ở dưới đáy Bắc Tân Kiều, sợi xích sắt này mặt ngoài không có phủ thần thánh khí tức để ngăn cách công kích, nhưng lại hòa làm một thể với cả ngọn núi này, bên trong tựa như ẩn dấu trận pháp nào đó, có thể đem toàn bộ tất cả công kích rơi vào trên xích sắt chuyển đến bản thể vách núi. Nói một cách khác, muốn chặt đứt sợi xích sắt này cần phải hủy diệt toàn bộ ngọn núi này. Hủy diệt vách núi này, đối với Trần trường, trường Sinh hiện tại mà nói cũng không phải là chuyện không làm được, vấn đề là làm thể có thể sẽ dao động căn cơ của thiên thụ, đến lúc đó hoang hỏa từ dưới đất trào ra thì phải làm sao bây giờ? Hắn có thể ngồi bạch hạt rời đi, chẳng lẽ còn có thể trơ mắt nhìn tiểu hắc long bị hoang hỏa ngập trời trắng nuốt ư? Nếu không thể, như vậy chỉ có tìm cách khác để phá trận. Hắn nghĩ tới tên cấm chế này, nghĩ thầm xem có tìm được manh mối hay không. Tiểu Hắc Long tức giận nói, bạch đế nhất tộc vốn chính là bạch hổ, đồ chơi này là thủ đoạn dùng để nhốt tộc nhân của mình, gọi danh tự này không phải là đương nhiên ư. Trần Trường Sinh nói, Lạc Lạc đang tìm chìa khóa, chỉ sợ là quá lâu. Nếu như hổ hiệp cũng là trận pháp, ta muốn viết thư mời Hữu Dung tới đây, nàng có thể nghĩ ra biện pháp. Ban đầu hắn hỏi từ Hữu Dung phá vỡ cấm chế dưới đáy Bắc Tân Kiều thế nào, mặc dù cuối cùng là giáo hoàng xuất thủ, nhưng nàng quả thật rất lợi hại trong phương diện này. Tiểu Hắc Long thần sắc lạnh tựa xương toàn bộ biến mất, căm tức hô lên, cưỡi hạt của nữ nhân khác tới cứu ta, loại chuyện này ngươi cũng làm được ư. Trần Trường Sinh giật mình, hỏi, chuyện gì? Tiểu Hắc Long lại càng tức giận hét lên, ngươi còn muốn nàng tới cứu ta ư? Còn muốn nàng tới cứu ta hai lần ư? Ngươi rốt cuộc đầu óc thế nào chứ? Trần Trường Sinh cảm thấy đầu óc của mình quả thật không tốt, bởi vì hắn căn bản không biết tại sao Tiểu Hắc Long tức giận như thế, nói những lời này là có ý gì. Hắn và Tiểu Hắc Long sinh sống ba năm trong tuyết lĩnh ở Bắc Cương, cùng ăn cùng đi cùng ở, đã vô cùng thân cận, nhưng hắn vẫn không hiểu được tâm ý của nàng. Cửi hạt của nữ nhân khác. Muốn nàng tới cứu hai lần. Chuyện này là chuyện gì? Hắn trong vô thức giải thích, nàng là vị hôn thê của ta, không cần khách khí. Tiểu Hắc Long oán hận nói, ngươi là nam nhân đầu tiên của ta, làm sao từ trước đến nay đối với ta vẫn khách khí như vậy? Chỗ cao nhất của thiên thụ nằm trên cả tầng mây. Ánh mặt trời rơi xuống cành, rực rỡ kim quang, rất là xinh đẹp một đôi cánh chim trắng mãn chậm rãi thu nạp, từ hữu dung đứng trên cành theo gió khẽ đông đưa. Nàng đưa tay từ trong lá cây hái một viên hỏa tương quả, trong đôi mắt trong trẻo tràn ngập vẻ tò mò, cẩn thận cắn một miếng, một hồi lâu sau mới hài lòng gật gật đầu. Sau một khắc, ánh mắt của nàng khẽ biến hóa, không còn hài lòng như thế nữa. Không phải bởi vì hỏa tương quả trong truyền thuyết này ẩn chứa hoang hỏa khí tức quá nồng, mang đến thương tổn đối với nàng, mà bởi vì nàng nghe được tiếng đối thoại từ bên dưới truyền đến. Cửi hạt của ta đi gặp nữ nhân khác cũng thôi đi, lại còn là hai người. Mạc Vũ năm đó quả nhiên không gạt ta, ngươi cùng các nàng quả nhiên là có vấn đề. Trần Trường Sinh tỉnh táo lại, biết được vấn đề ở chỗ nào. Từ đấy Bắc Tân Kiều quen biết đến hiện tại, đã thời gian rất lâu, hắn đã sớm biết chuyện gì xảy ra ban đầu cùng với ý nghĩ của nàng từ đó đến nay. Ban đầu hắn mạo hiểm để tọa chiếu tự quan, đốt tinh huy ngưng tụ thành cánh đồng tuyết, thiếu chút nữa bị đốt thành một mảnh hư vô. Tại thời khắc mấu chốt nhất, tiểu hắc long phá vỡ mi tâm của mình, dùng huyền sương cự long chân huyết để cứu hắn. Hơn nữa đó còn là sơ huyết trân quý nhất tinh khiết nhất. Dựa theo quy củ của long tộc, nàng làm như vậy chính là lựa chọn trần trường sinh làm phu quân của mình. Từ đó về sau, nhất là ba năm ở Bắc Cương, nàng vẫn luôn nghĩ tới chuyện này. Trần Trường Sinh có thể sống tới hôm nay, cần cảm tạ nhất đúng là nàng nhưng hắn có thể không chút do dự dùng tánh mạng của mình để đi cứu nàng nhưng không có cách nào tiếp nhận chuyện này bởi vì hắn đã có hôn ước cho dù hôn ước kia từng bị hủy bỏ giữa chừng hắn lúc trước chỉ là thật sự không biết nên đối mặt với cục diện này như thế nào trong vô thức làm cho mình không nghĩ theo hướng đó mà thôi đối thoại tràn đầy hận ý cùng xin lỗi như vậy thật ra thì đã phát sinh rất nhiều lần giữa hắn cùng tiểu hắc long cuối cùng vẫn là hắn dùng trầm mặc để kết thúc cuối cùng vẫn muốn tiểu hắc long tới đánh vỡ loại trầm mặc này không có tiền đồ ngươi không dám cưới hai người ư cộng thêm lạc lạc là ba ngươi làm giáo hoàng còn nuôi không nổi ư ngươi sợ từ hữu dung như vậy hay sao nàng nhìn trần trường sinh cười lạnh nói không nói những chuyện này nữa một mình ngươi đi làm việc cần phải cẩn thận một chút chớ ép một phu nhân quá mức nàng thật sự dám giết ngươi đó Trần Trường Sinh nhìn nàng lo lắng nói, "Vậy ngươi thì phải làm sao?" Tiểu Hắc Long thần tình cao ngạo nói, "Không ai dám giết chết một con Huyền Sương Cự Long cao quý ở bên bờ Hồng Hà cả." Trần Trường Sinh cũng không hoàn toàn tin tưởng những lời này. Hắn biết yêu tộc có thể kiến quốc, quả thật muốn cảm tạ trợ giúp của Huyền Sương Cự Long nhất tộc, nhưng hạng người vong ân phụ nghĩa quá thường gặp, ai có thể bảo đảm một phu nhân sẽ không điên cuồng chứ? Nhưng hiện tại hắn ở lại đây quả thật cũng không có tác dụng gì hắn suy nghĩ một chút nói thật xin lỗi tiểu hắc long nhìn hắn bất đắc dĩ nói trần trường sinh ta là người thủ hộ của ngươi chẳng lẽ ngươi nghĩ ta muốn nghe ngươi nói ba chữ đó ư bạch hạt lần nữa bay đi tiểu hắc long nhìn nơi bóng hạt biến mất bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài lúc này trên mặt của nàng không thấy bất kỳ thần sắc cao ngạo nào không có cười lạnh cư cao lâm hạ không có cảm xúc thô bạo chỉ có vẻ tịch mịch nhàn nhạt Lúc này nàng chính là một thiếu nữ áo đen bình thường nhìn người yêu của mình đi xa. Lúc này từ phía trên cây truyền tới một giọng nói. Cô đơn chỉ cần một người, tịch mịch lại cần hai người, bởi vì đó là tương tư sau khi chia lìa. Tiểu Hắc Long vẽ mặt cảnh giác nhìn lên. Sau đó nàng thấy Từ Hữu Dung. Từ Hữu Dung nhìn nàng bình tĩnh nói, vấn đề là hắn là nam nhân của ta, làm sao ngươi có thể vì hắn mà tịch mịch chứ? Tiểu Hắc Long chưa từng gặp Từ Hữu Dung, nhưng dám chắc người này chính là từ hữu dung. Lời đồng quả nhiên không sai, từ hữu dung thật sự dễ nhìn, ngay cả nàng cũng không thể không thừa nhận. Nhưng nàng không ngờ từ hữu dung lần đầu tiên gặp mình, đã nói ra những lời như vậy. Những lời này nghe có chút khí tức văn nghệ, nhưng nàng làm sao có thể không hiểu ý tứ ẩn chứa bên trong. Không, ngay cả ẩn giấu cũng không có, từ hữu dung căn bản không cần che giấu, minh xác nói rõ quyền sở hữu của mình đối với Trần Trường Sinh vị thánh nữ thánh khiết vô cùng trong truyền thuyết lại có tính sở hữu mạnh mẽ thế ư tiểu hắc long thậm chí nghĩ tới đám mẫu long cấp thấp thô tục trên quần đảo phía nam dễu cợt nói ngươi có cần đi tiểu lên người hắn để đánh dấu hay không những lời này quả thật rất thô tục nhưng từ hữu dung không tức giận bình tĩnh nói hoặc là có phương pháp khác có thể giải quyết được tiểu hắc long lạnh lùng nhìn nàng nói ngươi muốn giải quyết như thế nào từ hữu dung liếc nhìn mắt cá chân của nàng lạnh nhạt nói Ta không có biện pháp giải trừ cấm chế trong thời gian ngắn, vừa không muốn hắn bởi vì chuyện này thủy chung ấy nấy, ấy nấy với ngươi sẽ càng ngày càng sâu, cho nên ta quyết định sau này mỗi ngày cũng sẽ rút ra chút thời gian đến gặp ngươi, như vậy ngươi cũng sẽ không cô đơn. Càng sẽ không sai lầm đem cô đơn hiểu thành tịch mịch. Tiểu Hắc Long tức giận nói, ta không cần ngươi ở bên cạnh, nhìn ngươi thấy rất phiền. Từ Hữu Dung mỉm cười nói, ngươi là người thủ hộ của hắn, ta dĩ nhiên muốn chăm sóc ngươi cảm tạ ngươi. Tiểu Hắc Long cười lạnh nói, liên quan gì tới ngươi? hắn là nam nhân của ta. Từ Hữu Dung nghe lời này cũng không tức giận, cũng không cãi cọ, đưa tay vuốt ve tóc đen của nàng, mỉm cười nói, ngoan. Tiểu Hắc Long buồn bực tới cực điểm, gắng sức lắc đầu, muốn thoát khỏi tay nàng, nhưng không cách nào làm được. Từ Hữu Dung nhìn bộ dáng của nàng, vui vẻ nói, thật là khả ái a. À. Tiểu Hắc Long tức giận vô cùng, hô ta muốn ăn ngươi. Từ hữu dung miễn cười nói, chỉ cần ngươi không ăn hắn là được. Tiểu Hắc Long ngây ngốc một lát mới hiểu được ý của nàng, nhất thời xấu hổ đỏ mặt, phun nói, ngươi nữ nhân này làm sao lại không biết xấu hổ như vậy. Thật xin lỗi tiên sinh, ta không thể tìm được chìa khóa. Lạc lạc ngẩng đầu lên nhìn Trần Trường Sinh một cái, có chút bất an. Đây là thạch điện chỗ cao nhất của Hoàng Thành, thời điểm nàng ở Bạch Đế Thành vẫn luôn ở nơi này trần trường sinh cũng không bất ngờ với đáp án này nhưng có chút bất ngờ vì lạc lạc lúc này biểu hiện rất sợ hãi năm đó ở quốc giáo học viện lạc lạc vẫn khả ái tựa như hiện tại nhưng tuyệt đối sẽ không có vẻ mặt như vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì hay là chuyện một phu nhân muốn đem nàng đến tuyết lão thành chuyện này không chỉ làm tổn thương trái tim của nàng cũng làm cho nàng rất sợ lạc lạc liếc nhìn con bạch hạt ngoài cửa sổ nhìn ánh mắt của hắn cẩn thận hỏi sư mẫu liệu có mất hứng hay không trần trường sinh ngây người hỏi nàng tại sao lại mất hứng hắn thật sự không hiểu vì sao từ hữu dung lại mất hứng mới vừa rồi hắn cũng không hiểu vì sao tiểu hắc long nói đầu óc của mình có vấn đề nhìn hắn đáp lại lạc lạc buông lỏng chút ít nhưng vẫn còn có chút khẩn trương thử thăm dò nói tiên sinh ngươi sẽ không trách ta chứ trần trường sinh nhớ tới thời điểm ban đầu lạc lạc rời khỏi kinh đô từng gửi thư cho hắn nói nàng từng lừa gạt hắn, trên thực tế nàng cùng tuổi với hắn, chỉ nhỏ hơn mấy tháng. Nàng lo lắng mình vì chuyện này mà trách cứ nàng ư. Trần Trường Sinh không biết nói gì, nhìn nàng chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng lại giật mình. Rõ ràng đã chia cách 5 năm, dung nhan của Lạc Lạc vẫn như hôm qua, trĩ mỹ khả ái chí cực, vẫn như đứa bé. Đây là chuyện gì? Nàng tu hành cảnh giới hẳn là còn chưa tới bước này, hay là yêu tộc cũng có bí pháp trú nhang tương tự với nam khê trai tiên sinh lạc lạc nhỏ giọng nhắc nhở trần trường sinh giật mình nói ta quả thật có chút tức giận lạc lạc khẩn trương nghĩ tới chẳng lẽ tiên sinh nghe được câu nói kia của hiên viên phá ư hay là nghe được câu nói kia của mình tiên sinh biết mình thích hắn cho nên mới tức giận ư trần trường sinh nói người trước đó đã nghe được phong thanh vì sao không viết thư tới ly cung cầu viện ta là tiên sinh của ngươi, dĩ nhiên sẽ không bỏ mặt ngươi. Nghe Trần trường, trường Sinh nói, Lạc Lạc hơi ngẩn ra, sau đó cảm thấy ngọt ngào tới cực điểm. Đúng vậy, tiên sinh làm sao có thể bỏ mặt mình. Đến thời khắc nguy hiểm nhất, hắn nhất định sẽ phá mây đáp xuống, mang theo vạn trượng kim quang, đem mình mang đi. Nhưng nếu như ban đầu đã đem chuyện này nói cho Ly Cung, nhân tộc có thể sẽ có phương pháp khác để xử lý, tiên sinh ngươi còn đích thân tới hay không? Lạc lạc nghĩ thầm dụng ý của mình nhất định phải giấu tiên sinh, cho dù phải giấu giếm cả đời. Nếu như có thể có cả đời thì thật tốt. Biệt dạng hồng tiền bối sắp sửa rời đi. Trần trường sinh tâm tình thanh âm trầm thấp, phá vỡ suy nghĩ ngọt ngào đang xen chua sót của nàng. Rời đi ý tứ không phải là rời bạch đế thành, mà là rời khỏi thế gian. Lạc lạc rất giật mình, sau đó thương cảm. Thương cảm cho vị tiền bối nàng chưa từng gặp mặt kia, cũng bởi vì nguyên nhân khác một vị cường giả thần thánh lĩnh vực bị mưu hại, chết trong bạch đế thành, chuyện này cuối cùng cần một câu trả lời thỏa đáng. Nhân tộc cùng yêu tộc thật sự đến thời khắc phân ly sao? Mình cùng tiên sinh mới vừa gặp lại, sau này khó có thể gặp nhau sao? Nàng đưa tay nắm lấy vạt áo của Trần Trường Sinh, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy u oán, nhìn hắn nói, tiên sinh, ta không muốn. Trần Trường Sinh không thể né tránh, bởi vì động tác của nàng nhanh như thiểm điện, trừ cảnh giới thực lực tăng lên, còn bởi vì nàng từng làm động tác này vô số lần. Ban đầu ở quốc giáo học viện, mỗi lần bị Trần Trường Sinh đuổi về Bách Thảo Viên, hay là sau đó thời điểm trở về Ly cung hoặc Hoàng cung, nàng đều dùng loại thủ đoạn này để kéo dài một chút thời gian. Nàng còn có một động tác lão luyện hơn, có thể kéo dài thời gian lâu hơn, đó chính là tà tà gục xuống, ôm lấy bắp đùi của Trần Trường Sinh. Chỉ là hiện tại đã lớn hơn một chút, nàng ngượng ngùng không muốn làm như vậy. Trần Trường Sinh nói: không nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu, chẳng qua là bất cứ chuyện gì nếu đã làm, cuối cùng cần phải trả giá. Một vị cường giả thần thánh lĩnh vực chết đi, nếu như muốn nhân tộc không truy cứu nữa, Bạch Đế Thành cần trả giá tất nhiên là cực kỳ thảm trọng. Những lời này của hắn còn chút mơ hồ, nhưng kỳ thật kiếm phong chỉ tới đối tượng đã vô cùng rõ ràng. Lạc lạc thấp giọng nói, mẫu thân nàng đang mang thai. Đây là đang nói với Trần Trường Sinh, địa vị của một phu nhân sẽ càng thêm vững chắc tương ứng địa vị cùng phân lượng của nàng ở yêu tộc sẽ giảm bớt rất nhiều nhưng không có chuyện gì ta sẽ cố gắng lạc lạc khả ái lè lưỡi đã từng là khuôn mặt tươi cười sáng sủa bây giờ nhìn lại trở nên miễn cưỡng thậm chí có chút trầm trọng đến vậy nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trần trường sinh cảm thấy rất thương tiếc nói ngươi không cần làm gì cả lạc lạc nhìn hắn vô cùng nghiêm túc nói tiên sinh thật ra ta có rất nhiều người ủng hộ Ta chỉ nghĩ dù sao ngài cũng sẽ tới cứu ta, cho nên ta mới không làm gì cả." Trần Trường Sinh nói, "Cho dù ngươi có thể làm rất nhiều chuyện, cũng không cần làm." Lạc Lạc mở to mắt hỏi, "Đây là tại sao?" Trần Trường Sinh đưa tay vuốt ve đầu của nàng, nói, "Bởi vì nàng là mẫu thân của ngươi, còn bởi vì ta vừa lúc biết ngươi thích đứng ở nơi rất cao." Lạc Lạc quả thật thích đứng ở chỗ cao, tỉ như khỏa đại dông thụ ven hồ trong quốc giáo học viện, như thanh hiền điện ở Ly cung hay hoặc là tòa cung điện hiện tại này người không quen nàng sẽ cho là vị điện hạ tôn quý nhất thế gian này thì thích cảm giác từ trên cao nhìn xuống nhưng trần trường sinh biết không phải như vậy lạc lạc thích đứng ở chỗ rất cao là bởi vì nơi đó mới có thể thấy được rất xa một tiểu cô nương thích phương xa làm sao có thể làm nữ hoàng được trần trường sinh đang nghe truyện trên tv audio cv nhìn nàng thật tình nói lạc lạc kinh ngạc nhìn hắn bỗng nhiên nhào vào trong lòng ngực của hắn, ôm hắn thật chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn ở trước ngực hắn không ngừng cọ cọ, phát ra thanh âm hạnh phúc. Thanh âm này rất nhẹ, nhất thời là meo meo, nhất thời là khò khè, nghe giống như con mèo nhỏ mới vừa ăn uống no đủ được vuốt ve 800 lần vậy. Nghe được lời nói của Trần Trường Sinh, Lạc Lạc rất cảm động. Nhưng ở trong suy nghĩ của Trần Trường Sinh, đây là chuyện đương nhiên. Bất kể là nữ hoàng yêu tộc hay là gì khác, ngươi muốn làm thì làm, không muốn làm dĩ nhiên sẽ không làm, không thể bị bất kỳ nhân tố nào khác ảnh hưởng, cho dù là tiền đồ của toàn bộ đại lục. Lúc Đường Tam thập lục nói mình không muốn làm gia chủ Đường gia, hắn cũng có thái độ như vậy. Lạc Lạc biết ý nghĩ của hắn, nhưng loại đương nhiên này càng làm nàng thêm cảm động. Không biết qua thời gian bao lâu, nàng lưu luyến không rời từ trong ngực của hắn rời đi, nhìn hắn nhẹ nói, ta không tin phụ thân sẽ ủng hộ ý kiến của mẫu thân. Trần Trường Sinh trầm mặt một lát, Nói, ta cũng hy vọng như thế, chỉ là ta không có quá nhiều lòng tin mà thôi. Trùng bỏ Minh ước với nhân tộc, ngược lại liên thủ cùng ma tộc, đối với yêu tộc cho đến toàn bộ đại lục mà nói, cũng là bước ngoặt trong lịch sử. Vì tiền đồ của yêu tộc, Bạch Đế đưa ra lựa chọn thế nào cũng là chuyện có thể tưởng tượng ra. Dựa theo suy lý của Trần Trường Sinh, tựa như có chút vấn đề không dễ giải thích, tỉ như ban đầu Thiên Hải Thánh Hậu uy chấn cả đại lục, Bạch Đế vì sao không hề cảnh giác nhân tộc? Đây là bởi vì bọn hắn đứng không đủ cao, nhìn không đủ xa. Lúc ấy vấn đề nội bộ của nhân tộc còn chưa giải quyết, Thương Hành Chu một mực lặng yên nhìn kinh đô, Giáo Hoàng Bệ Hạ cũng ở trong ly cung tâm tình phức tạp quan sát hoàng cung. Trong những năm ấy, Bạch Đế một mực âm thầm ủng hộ Thương Hành Chu, hẳn là muốn cân bằng thế lực nội bộ trong nhân tộc. Sau đó Thiên Hải Thánh hậu chết, nhân tộc cũng chết rất nhiều cường giả, giống như trước cũng đồng nghĩa hiện tại nhân tộc không còn mâu thuẫn nội bộ gì lớn nữa. Ý chí thống nhất vốn chính là chuyện rất đáng sợ, huống chi ma tộc hiện tại cũng vì nội loạn mà trở nên yếu đi rất nhiều. Vô luận từ góc độ nào đến xem, yêu tộc hiện tại tựa như rất cần liên minh với ma tộc. Cho nên đối với thái độ của Bạch Đế, Trần Trường Sinh không cách nào đưa ra phán đoán chắc chắn. Bây giờ nhìn lại, hy vọng lớn nhất của hắn cùng nhân tộc đều đặt ở những ý kiến phản đối trong nội bộ yêu tộc. Không khí trong Bạch Đế thành vô cùng áp lực khắp nơi đều có thể thấy quân sĩ tuần tra chung quanh cùng yêu vệ vẻ mặt nghiêm túc. Mặt đường Tây Trực Nhai thường ngày náo nhiệt vô cùng đã đóng cửa không ít cửa hàng, dân chúng cũng rất ít ra đường, nhìn dị thường vắng lạnh. So với không khí trong thành, không khí trên bình nguyên rộng lớn ở hai bờ hồng hà càng thêm khẩn trương, tựa như thiên thụ hoang hỏa dưới đất, có thể bùng cháy bất cứ lúc nào. Hắc thạch đại quân đóng tại giả Sơn Quang, đêm qua xảy ra một cuộc tao loạn, tịch hách đại yêu tướng vô cùng khó khăn mới ổn định được thế cục, không xuất hiện biến cố gì lớn. Ngay cả chi thú kỵ binh kỷ luật nghiêm nhất, tinh nhuệ nhất yêu tộc đều có chút lòng quân không yên, chớ đừng nói chi tới tạp quân đóng trong dãy núi còn có các bộ lạc hoặc lớn hoặc nhỏ. Theo tin tức các nơi hồi báo, ở trong hai ngày ngắn ngủi, trong quân đội yêu tộc đã xuất hiện mấy trận xung đột đổ máu, các bộ lạc cũng đã bắt đầu tập binh. Đây là tín hiệu của chiến tranh, điềm báo của mưa gió sắp phát sinh không phải chiến tranh cùng ma tộc hay là nhân tộc, mà là chiến tranh giữa hai đại thế lực trong nội bộ yêu tộc. Cả yêu tộc đã vô cùng minh xác chia làm hai thế lực. Một phu nhân đại biểu ý chí của hoàng gia cùng với tương tộc tộc trưởng đại biểu cho trưởng lão hội ủng hộ kết minh với ma tộc. Đứng ở đối diện chính là Lạc Lạc, bọn họ có thừa tướng đại biểu cho hệ thống quan văn còn có rất nhiều bộ lạc ủng hộ, hy vọng duy trì hữu nghị cùng nhân tộc. Người trước thực lực có vẻ thắng được người sau, Vấn đề là người sau có thái độ phi thường cứng rắn, hơn nữa được nhân tộc lấy Trần Trường Sinh làm đại biểu cường lực ủng hộ. Nếu như một phu nhân muốn mạnh mẽ đem quốc thư ban bố thiên hạ, yêu tộc rất có thể sẽ lâm vào một cuộc nội chiến. Không ai nguyện ý thấy hình ảnh như vậy, cho nên trước lúc mâu thuẫn cuối cùng trở nên gây gắt, vô luận là tương tộc tộc trưởng hay là các đại nhân vật yêu tộc khác đầu tiên nghĩ tới chính là hy vọng thông qua đàm phán mà thuyết phục đối phương. Cho nên hai ngày gần nhất trên đường phố ở Bạch Đế Thành không thấy người đi đường, trưởng lão đại thần phủ đệ lại là tân khách không ngừng, thậm chí ngay cả triều hội cũng đã ngừng. Hai địa phương náo nhiệt nhất là trang viên của Tương tộc cùng với Tây Hoang Đạo Điện. Người trước bởi vì Ma Quân hẳn là đang trong cái viện còn cách Tương tộc trang viên rất gần, đang được Tương tộc bảo vệ. Người sau thì bởi vì Trần Trường Sinh ở nơi đó. Nhân tộc giáo hoàng cùng Ma Quân ở trong cùng một tòa thành thị, cách xa nhau chỉ 10 dặm đây là hình ảnh chưa từng xuất hiện trong lịch sử không khí của tòa thành thị này tự nhiên cũng trở nên quỷ dị trước nay chưa từng có rất nhiều tộc trưởng cự thương quan viên không ngừng đi vào trang viên của tương tộc qua đoạn thời gian trở ra từ ánh mắt của bọn hắn chưa nhận ra được chuyện gì xảy ra ở trong trang viên bọn họ cùng ma quân đến tục cùng nói như thế nào thậm chí đều không thể biết bọn họ có nhìn thấy vị ma quân kia hay không tóm lại hết thảy lộ ra vẻ rất thần bí Trần Trường Sinh dùng một ngày thời gian tiếp kiến đại biểu thế lực khắp nơi. Hùng tộc tộc trưởng cùng sĩ tộc tộc trưởng tiến cử rất nhiều tộc trưởng tiểu bộ lạc tới để bái kiến. Tây Hoang Đại Đạo Điện trong lúc nhất thời đông kín người. Khi hai người trẻ tuổi đại biểu môn tộc đi vào đạo điện, dùng giọng nói kiên định nhất biểu đạt ủng hộ đối với nhân tộc, Trần Trường Sinh rất giật mình. Không phải bởi vì đối phương biểu hiện quá mức nhiệt tình để cho hắn nổi lên lòng nghi ngờ, mà bởi vì hắn biết đối phương nhiều năm trước hắn từ Tây Trữ Trấn đi đến Kinh Đô, muốn thi vào thanh đằng lục viện, từng gặp phải một đôi huynh đệ thợ săn ở Đại Lão Lĩnh. Đôi huynh đệ này cuối cùng thành công thi vào trích tinh học viện, trở thành đại chu quan quân vinh quang. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, đôi huynh đệ thợ săn này lại là yêu tộc. Bây giờ nghĩ lại đây tự nhiên là hợp tác giữa đại chu quân đội cùng với môn tộc. Năm đó viện trưởng trích tinh học viện Trần Quang Tùng trước lúc gặp chuyện, thật sự là nhân vật rất giỏi, Khó trách được thương hành chu cho rằng nhân tuyển có 102 để lãnh tụ đại chu quân đội Chỉ tiếc cuối cùng đã chết trong hỏa phượng của thiên hải thánh hậu Nói kế hoạch, mưu lực vĩ đại toàn bộ tan thành mây khói Cũng may vẫn giữ chút ít lợi ích cho hậu nhân Lúc đêm khuya, đại biểu các tộc cùng các quan viên tới bái kiến trần trường sinh nhanh chóng rời khỏi Tây Hoang đạo điện Chỉ có mấy vị đại nhân vật tối trọng yếu lưu lại Bọn họ hiện tại đã đại biểu đồng minh kiên định nhất của nhân tộc Nhìn động tĩnh hôm nay lòng tin của bọn hắn trở nên càng thêm đầy đủ. Nhưng có một số việc để cho bọn họ cảm thấy rất không yên tĩnh. Nếu như bệ hạ xuất quan, hắn chỉ cần một lời có thể định đoạt mọi chuyện, cho dù hắn bị thương cần tỉnh tu, nhưng gặp đại sự như vậy, tại sao có thể không ra mặt? Nghe chất vấn của hùng tộc tộc trưởng, thừa tướng đại nhân trầm mặt thời gian rất lâu, sau đó nói một câu. Mấy năm qua chưa ai từng tận mắt thấy bệ hạ, ta cũng không. Vài ngày trước đại trưởng lão đi từng cảm nhận được thần thức của Bệ Hạ. Sĩ tộc tộc trưởng mặt không chút thay đổi nói, đại trưởng lão là nhân vật kiên nhẫn nhất, có thể ẩn nhẫn trong mọi trường hợp nhất mà ta gặp trong cuộc đời này, ta nghĩ mãi vẫn không rõ vì sao lần này hắn lại ra mặt, hơn nữa tất cả bộ lạc ở hai bờ Hồng Hà đều biết. Hắn và hoàng hậu nương nương quan hệ không tốt, cũng bởi vì một đạo thần thức của Bệ Hạ mà hắn liền thay đổi ư? Nếu như hắn thật sự là người của hoàng hậu nương nương ai dám chắc đêm đó hắn không nói dối. Nghe xong thảo luận thanh âm cực thấp này, Trần Trường Sinh trầm mặt thời gian rất lâu. Hắn biết mấy vị đại nhân vật yêu tộc này đang thông qua phương thức này để nhắc nhở mình, hoặc là nói cảnh cáo mình. Chỉ là chuyện này thật sự quá mức khó tin, cho nên mặc dù bốn phía không có người nào, bọn họ cũng chỉ dám dùng loại tiếng nói mơ hồ như vậy nhắc tới. Bất cứ chuyện gì cần tận mắt chứng kiến mới có thể phán đoán thiệt giả, ta không muốn yêu tộc nội chiến, nhưng cục diện trước mắt phải phá bỏ càng sớm càng tốt. Trần Trường Sinh trầm mặt một lát, nói, ta sẽ đi gặp Bạch Đế Bệ Hạ. Trong bầu trời đêm không có mây, chỉ có tinh thần như hạt mè rải rác khắp nơi, nhìn qua không có bất kỳ quy luật nào, vô luận phương hướng nào cũng rất trơn nhẵn cộng thêm với đều đều. Trần Trường Sinh đứng bên cửa sổ, nhìn tinh không so với mặt đất nhìn ngắm quả thật gần hơn chút ít, đem câu chuyện lúc trước nhắc lại một lần. Lạc lạc đứng bên cạnh hắn, tay trái theo thói quen nắm ống tay áo của hắn nghiêng đầu qua suy nghĩ một chút nói vậy thì đi gặp là được trần trường sinh nhìn nàng một cái nói chuyện này cần phải bí ẩn không thể để cho mẫu thân của ngươi phát hiện ra sĩ tộc tộc trưởng đã đem địa điểm đại khái mà bạch đế bế quan tỉnh tu vẽ lên trên địa đồ sau đó giao cho hắn nếu muốn đi nơi đó phải thông qua một cái bí đạo trong hoàng cung trong suy nghĩ của hắn lạc lạc mặc dù là công chúa điện hạ cao quý nhưng bị một phu nhân cố ý áp chế hẳn là không có lực khống chế đối với hoàn thành. Lạc lạc mở to mắt, thật tình nói, tiên sinh ngươi cứ yên tâm, ta là học sinh của ngươi, những chuyện này vẫn còn có năng lực xử lý. Trần Trường Sinh cảm thấy những lời này có mùi vị của tô ly hoặc là đường tam thập lục, không nhịn được bật cười lên. Từ bên trong con đường bằng đá ương ước âm u lại cũng không hàng lãnh, ngược lại rất nóng bước đi ra, một tòa núi tuyết cùng nắng sớm tiến vào mi mắt của Trần Trường Sinh tuyết sơn cao mấy ngàn trượng phía dưới là vách núi màu đen cùng rừng rậm nguyên thủy nửa khúc trên đã bị tuyết trắng bao trùm ở trong nắng sớm phím ánh sáng chói mắt ở ven hồ đột nhiên cuộc khởi hướng phương bắc chiếu đi căn bản trông nhìn thấy cuối thậm chí làm cho người ta hoài nghi có thể nối liền tới cuối thế giới hay không lộ vẻ cực kỳ hùng vĩ tựa như thần tích trần trường sinh biết tuyết sơn liên miên không dứt này chính là lạc tinh sơn mạch trong điển tịch thường xuyên nhắc tới Lạc Tinh Sơn mạch dọc theo bờ Tây Hải mà sinh, ở phương Bắc Bạch Đế Thành bỗng nhiên nhô cao, hơn trăm dặm về phía tây trái chính là Đại Dương Mênh Mông, trên đỉnh núi có tuyết động vài ngàn năm, núi non trùng điệp cũng tới mấy vạn dặm, nối thẳng cực bắc, ở chính giữa có phiến bình nguyên tương đối bằng phẳng, được gọi là Chim Lăng. Từ nơi đó vòng về phía đông nam hơn 10 ngày đêm, sẽ đến Thông Châu Quân phủ nằm phía cực tây của nhân tộc. Ở giữa Chim Lăng cùng Thông Châu Quân phủ có phiến thảo nguyên, chính là chốn cũ của tộc Tú Linh hiện tại tất cả đều thuộc về trần trường sinh cùng từ hữu dung trần trường sinh đi tới ven hồ nhìn về núi non đối diện hắn nhớ tới đạo tàng ghi lại hồng hà cũng khởi nguyên từ trong dãy núi tuyết này lại nghĩ tới liên lạc giữa phiến thảo nguyên kia cùng mình sinh ra một loại cảm giác vi diệu từ khi yêu tộc kiến quốc ở hồng hà các đời bạch đế cùng với hoàng hậu vô số ngàn năm từ trước đến giờ cũng chôn cất ở trong lạc tinh sơn mạch theo quy củ của tổ linh để phòng ngừa bị ác đồ dòng ngó đại yêu di cốt cùng chân huyết lưu lại, các đời bạch đế đều không xây dựng lăng mộ trong núi, chẳng qua là đợi thọ nguyên kết thúc sẽ dọc theo con đường trần trường sinh đi qua đi tới trên núi, tùy ý chọn lựa một nơi hợp ý, chờ đợi thần hồn trở về tinh hải. Dĩ nhiên, trừ lúc sắp chết, các đời bạch đế ở lúc chính vụ rảnh rỗi cũng thường xuyên đến lạc tinh sơn mạch hoặc là tưởng nhớ tổ tiên, hoặc là thưởng thức phong cảnh, hoặc là tìm kiếm cơ duyên phá cảnh, tự nhiên khó tránh khỏi muốn ở trong dãy núi tuyết này xây dựng kiến trúc để nghỉ ngơi. Chẳng qua là phía ngoài kiến trúc có cấm chế vô cùng lợi hại, trừ bạch đế ra cực kỳ khó tiến vào. Bạch đế đương đại cùng ma quân ở cánh đồng tuyết phía Bắc Hàng Sơn tiến hành một cuộc chiến kinh thiên động địa, ma quân bị thương nặng, tiện đà bị hắc bào cùng ma soái liên thủ lật đổ, bạch đế thương thế cũng rất nặng, những năm qua một mực bế quan tĩnh tu trong lạc tinh sơn mạch, trừ một phu nhân cùng tương tộc tộc trưởng đám người có rất ít người biết hắn ở nơi đâu. Trần Trường Sinh có bản đồ sĩ tộc tộc trưởng cung cấp, tự nhiên sẽ không lạc phương hướng, thi triển gia thức bộ đạp tuyết mà đi, không bao lâu đã tìm được nơi này. Ở trước hai khỏa cổ tùng cực kỳ xanh tươi, có một vách núi màu đen thật lớn. Trên núi tích lũy băng tuyết vạn năm không thay đổi, nhìn qua vô cùng lạnh lẽo, hoàn toàn không có sinh cơ, căn bản không thấy điểm gì khác thường. Trên bản đồ ghi địa điểm phạm vi rất rộng, trần trường sinh không biết vị trí cửa vào chỉ có thể đem thần thức hướng bốn phía tản đi lại phát hiện phía trước xuất hiện một đạo bình chướng đạo bình chướng kia tựa như một tầng khí ngăn cách thần thức của hắn nhưng tâm tình của hắn ngược lại trở nên bình tĩnh lại bởi vì xác nhận chính là trong chỗ này phía dưới vách núi màu đen cùng băng tuyết hàng lãnh cất giấu một tòa trận pháp cảm giác chốc lát hắn đã phát hiện ra chỗ lợi hại của tòa trận pháp này trận pháp này cùng trận pháp trong đồng cung tại Hoàng Cung ở Kinh Đô có lẽ đồng nguyên, nghiêm mật cộng thêm hung hiểm, thời khắc sinh tử tự có huyền diệu, chẳng qua có thể bởi vì hấp dẫn quá nhiều khí tức lạnh lẽo của tuyết phong, tòa trận pháp này so với đồng cung càng thêm lãnh khốc vô tình, mơ hồ tỏa ra một cổ mùi vị túc xác. Vừa có một đạo hoàng gia khí tức cực kỳ mãnh liệt. Tòa trận pháp này nếu như mở ra, chỉ sợ uy lực cũng không kém hồng hà cấm chế, dĩ nhiên, so với hoàng liễn đồ ở Kinh Đô mà nói, còn kém hơn rất nhiều. Ngày hôm trước Trần Trường Sinh phá vỡ cấm chế ở Hồng Hà, lực lượng quang minh của quốc giáo thần trượng đã tiêu hao quá nhiều, bây giờ còn không cách nào sử dụng lần nữa, nên dùng phương pháp gì phá trận bây giờ. Thế gian đã có trận pháp, dĩ nhiên có phá trận thuật tương ứng. Trần Trường Sinh đọc một lượt đạo tàng, tu đạo cũng nghiên tập trận pháp, nhưng dù sao không giỏi chuyện này, nhìn thời gian rất lâu cũng chỉ nghĩ ra một loại khả năng. Nhìn tuyết trắng núi đen trước mắt, trong lòng của hắn lần nữa sinh ra cảm giác vi diệu này. Nếu như ban đầu không đem nàng ngộ nhận thành thiếu nữ tú linh tộc, bọn họ có thể sớm ở chung một chỗ hơn hay không? Nếu như hôm đó ở Đồng Giang, chính mình đọc xong thư kiên nhẫn thêm một chút, nàng có khả năng cùng mình cưỡi hạt cùng đi không? Nếu như lúc này nàng ở đây, nàng có thể nhìn một cái đã nhận ra chỗ sơ hở của tòa trận pháp hay không? Sáng loáng một tiếng thanh minh, hơn 10 thanh kiếm xuất hiện tại trong bầu trời, kiếm ý vô cùng lành, lành lạnh lấy thân thể trần trường sinh làm trung tâm hướng bốn phía tỏa đi trong nháy mắt chém vỡ vô số viên tuyết bay xuống trần trường sinh cầm vô cấu kiếm cảnh giác nhìn về một chỗ nổi lên dưới vách núi màu đen viên tuyết bay xuống đến từ băng tuyết phía trên vách núi màu đen đó là bởi vì nhận lấy chấn động tự như hai chân của hắn cảm giác được rõ ràng như vậy nơi nổi lên bỗng nhiên nứt ra hai người từ bên trong bò ra ngoài hơn mười thanh kiếm khẽ chấn động phát ra vụ vụ làm lòng người sợ hãi, nhưng không phát động công kích, bởi vì Trần Trường Sinh nhận ra thân phận hai người kia. Hai người kia là Kim Ngọc Luật cùng Tiểu Đức. Kim Ngọc Luật từng làm người gác cổng của Quốc giáo học viện, thay Trần Trường Sinh giải quyết rất nhiều phiền toái, nhiều năm không gặp, tình ý vẫn còn. Tiểu Đức mặc dù cùng Trần Trường Sinh có quan hệ đối địch, nhưng hắn cùng nhân tộc quan hệ từ trước đến giờ thân cận. Năm đó Thiên Thư Lăng chi biến, hắn cùng với Tiếu Trương Sông vào Hoàng Cung, trợ giúp đường gia nhị gia đoạt được quyền khống chế hoàng liễn đồ có thể hiểu được khi đó hắn chính là người hợp tác với thương hành chu sĩ tộc tộc trưởng ở thiên tuyển điển cùng với hai ngày sau đó biểu hiện thái độ kiên định cũng từ mặt nào đó chứng minh điểm này trần trường sinh tự nhiên sẽ không phát động công kích với bọn họ chỉ là không nghĩ đến bọn họ từ trong vách núi đen này chui ra nếu như bạch đế thật bế quan tĩnh tu ở sâu trong vách núi như vậy bọn họ có nhìn thấy hay không giờ khác này hắn cũng không biết đến tột cùng muốn nghe được đáp án như thế nào bởi vì giống như đáp án loại nào cũng không tốt kim ngọc luật vẫn mặc chiếc áo theo đầy hình đồng tiền như phú ông chẳng qua hiện tại có chút chật vật đầy người cũng là bùn đất cùng mảnh đá tiểu đức bộ dạng càng thêm hỏng bét trên y phục khắp nơi đều là bùn nhão màu vàng so với thổ hoàng sắc trong đồng tử mang theo ý tứ thô bạo nhan sắc còn đậm hơn càng giống một chút quế vật thấy trần trường sinh đứng ở ngoài vách núi kim ngọc luật rất giật mình chợt trên mặt toát ra vẻ vui mừng bởi vì đoán trần trường sinh xuất hiện tất nhiên là bởi vì lạc lạc ánh mắt tiểu đức nhìn trần trường sinh có chút phức tạp trong mấy năm quá khứ hắn thường xuyên không tự chủ làm việc dựa theo phong cách của trần trường sinh nói một cách khác hắn đang học tập đối thủ mà chính mình từng ghét nhất hôm nay bỗng nhiên gặp mặt nội tâm kiêu ngạo như hắn khó tránh khỏi có chút lúng túng kim ngọc luật hỏi giáo hoàng đại nhân cũng tới gặp bệ hạ ư Trần Trường Sinh gật đầu, hỏi, các ngươi gặp chưa? Kim Ngọc Luật lắc đầu, lộ vẻ đặc biệt mỏi mệt, nói, biết rõ ở bên trong, nhưng cũng không có cách nào để đi vào. Trần Trường Sinh trầm mặt một lát, nói, thánh nhân có mạnh khỏe không? Kim Ngọc Luật nói, chưa từng gặp được, cho nên không biết. Tiểu Đức trên mặt toát ra vẻ cảnh giác. Trần Trường Sinh nói với hắn, vị trí này là sĩ tộc tộc trưởng nói cho ta biết. Tiểu Đức hiểu được ý tứ ẩn giấu trong câu nói này, nói: "Vậy hiện tại chỉ trông chờ ở ngươi." Sĩ tộc tộc trưởng nổi tiếng mưu trí và cẩn thận, nếu như không xác định Tiểu Đức không cách nào thành công, chắc chắn sẽ không đem vị trí Bạch Đế bế quan nói cho Trần Trường Sinh biết. Trần Trường Sinh nhìn về vách đá màu đen, cảm nhận uy lực của cấm chế trận pháp, khẽ nhíu mày. Muốn giải quyết mọi vấn đề khó khăn trước mắt, trước tiên đều phải xác định tình hình vách đá màu đen này. Trần Trường Sinh nghĩ như vậy, Sĩ tộc tộc trưởng cũng nghĩ như vậy Tiểu Đức cũng nghĩ như vậy Cho nên hắn trực tiếp rút lui khỏi thiên tuyển đại điển đã mong đợi nhiều năm Tới trước vách núi màu đen, bắt đầu đào bới Kim Ngọc Luật cũng nghĩ như vậy Hắn tới sớm hơn so với Tiểu Đức, cũng đào nhanh hơn Đến thời khắc này, Tiểu Đức đã đào hai ngày 2 đêm Không nghỉ ngơi, Kim Ngọc Luật lại đã đào 4 ngày 4 đêm Trần Trường Sinh vừa rồi cũng chuẩn bị dùng sức mạnh để phá hủy vách núi nhằm loại bỏ cấm chế phương pháp tinh khiết dùng lực lượng để phá cấm chế nhìn như thô bạo thậm chí ngu ngốc, nhưng thường thường là lựa chọn chính xác nhất. Cường giả như tiểu đức, Kim Ngọc Luật tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này. Tiếc núi chính là, bọn họ vẫn thất bại. Trần Trường Sinh không cần thiết thử một lần nữa, nhưng hắn muốn vào xem một chút. Động khẩu ở mặt ngoài vách núi màu đen, nhưng cũng không phải thẳng, mà tà tà chết về phía trước, đi đến nơi cực sâu, mới lần nữa thẳng về phía trước. Trần Trường Sinh theo Kim Ngọc Luật cùng Tiểu Đức đi rất lâu, mới đi tới cuối. Nhìn chung quanh thành động vết cào rõ ràng mà khắc sâu, cảm thụ được khí tức cuồng bạo vẫn còn lưu lại, hắn tựa như thấy được hình ảnh chân thật phát sinh trong mấy ngày qua. Kim Ngọc Luật cùng Tiểu Đức tiến vào trạng thái cuồng hóa, thân thể như ngọn núi điên cuồng hướng nhai thạch cứng rắn khởi xướng tiến công, trong sơn động hắc ám thỉnh thoảng xuất hiện quang ảnh sư báo khổng lồ rất nhanh hắn đã chú ý tới khác thường nơi thành động, phiến thạch bích phía trước nhất vô cùng bóng loáng, tựa như ngọc thạch, không có bất kỳ vết rách, ngay cả dơ bẩn cũng không có. Kim Ngọc Luật nói với hắn, chúng ta từng đổi mấy phương hướng, cũng không có biện pháp vượt qua phiến thạch bích này, nói rõ vị trí này chính là trụ cột của trận pháp. Trần Trường Sinh hỏi, bản thân khối thạch bích này là gì? Kim Ngọc Luật nói, hẳn là tinh thạch trong truyền thuyết, có sức nặng vượt qua thể tích vô số lần, coi như là cường giả thần thánh lĩnh vực cũng rất khó dịch chuyển được nó nghe tên tinh thạch trần trường sinh nhớ tới bạch thạch đạo nhân từng cầm món trọng bảo kia của quốc giáo trầm mặc một lát đi ra phía trước dùng vô cấu kiếm hướng thạch bích chém vào đương một tiếng giòn vang vô cấu kiếm sáng ngời sắc bén như lúc ban đầu không hề hao tổn nhưng trên thạch bích cũng chỉ để lại một cái dấu vết rất nhạt nếu như muốn dùng vô cấu kiếm chém vỡ khối thạch bích này không biết cần bao nhiêu ngày tháng trần trường sinh có chút thất vọng nhưng không biết kim ngọc luật cùng tiểu đức thấy hình ảnh này trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi tinh thạch trừ có mật độ cùng sức nặng khó có thể tưởng tượng còn có một tính chất đặc biệt nổi danh nhất chính là cứng rắn kim ngọc luật cùng tiểu đức thử rất nhiều lần vô luận là chân thân sau khi cùng hóa dùng móng vuốt hay pháp khí cao cấp mang theo bên người cũng không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì trên mặt ngoài tinh thạch trần trường sinh tùy ý vung kiếm ở trên thạch bích tạo thành một vệt mờ mờ thanh kiếm này sắc bén đến cỡ nào đây tiểu đức ở trong bắc binh mã ti hồ đồng từng chiến với kiếm của trần trường sinh lúc ấy cũng không cảm thấy kiếm của hắn đáng sợ như vậy chợt hiểu ra vấn đề đây là nguyên nhân kiếm đạo tu vi của trần trường sinh mấy năm qua đã tăng nhiều trần trường sinh hỏi nếu là cấm chế trận pháp hẳn là có người bày trận thạch bích trầm trọng như thế ai có thể đem nó đặt phía trên trụ cột của trận pháp đây kim ngọc luật nói hẳn là hoàng hậu nương nương vận dụng lực lượng thủy triều Thôi động tinh thạch đem nơi đây phong trụ lại. Tiểu Đức bỗng nhiên nói, tinh thạch có thể hấp thu tinh huy. Trần Trường Sinh không rõ vì sao hắn bỗng nhiên nói những lời này, sau một khắc mới hiểu được, vẻ mặt trở nên trầm trọng. Tinh huy không phải là tinh quang, mà là năng lượng vô hình như sợi dây vô hình nối liền tinh thần xa xôi cùng người tu đạo. Chân nguyên trong thân thể người tu đạo cũng là tinh huy, cho dù là thánh nhân cũng không thể rời bỏ phạm trù này. Nếu như thạch bích này hấp thu tinh huy cùng cuộn không dứt, đây cũng đồng nghĩa nó sẽ hấp thu chân nguyên của Bạch Đế. Bạch Đế cho dù cảnh giới bí hiểm, không thèm để ý tinh thạch ảnh hưởng cùng quấy nhiễu, nhưng dù sao hắn ở sâu trong vách đá để tĩnh tu dưỡng thương, vì sao phải tăng thêm phiền toái cho mình như vậy? Tất cả những đầu mối này, cuối cùng đều chỉ về một cái khả năng. Vô Lượng Thiên tuyển đại điển hay là kết minh cùng ma tộc, thì ra đều không liên quan tới yêu tộc ta, mà là giả tâm của Đại Tây Châu nếu như bệ hạ đã trở về tinh hải mà nói. Trong thời gian rất ngắn, Kim Ngọc Luật trở nên già nua hơn rất nhiều, thanh âm cũng rung rẩy lên. Loại khả năng này không quá lớn, cường giả thần thánh lĩnh vực trở về tinh hải, toàn bộ đại lục cũng sẽ sinh ra cảm ứng, cũng chính là thiên cơ. Ban đầu thanh y khách mới vừa bỏ mình, một phu nhân ngoài tám vạn dặm đã biết được tin tức, mưu hại vợ chồng biệt dạng hồng cùng vô cùng bích, một phu nhân trước đó đã bố trí hồng hà cấm chế, chính là vì đạo lý này. Chớ đừng nói chi là thánh nhân đương đại như Bạch Đế, nếu hắn quả thật trở về tinh hải, chỉ sợ cấm chế trận pháp cường đại như thế nào, cũng không cách nào ngăn cản tin tức, thiên địa tất nhiên sẽ chấn động theo. Tiểu Đức vẻ mặt ngưng trọng nói, cho dù bệ hạ hiện tại không có chuyện gì, tình hình có thể cũng rất nguy hiểm. Cùng ma quân đánh một trận, bệ hạ bị thương rất nặng, hiện tại hoàng hậu nương nương lại dùng loại thủ đoạn này, chỉ sợ thương thế của bệ hạ chẳng những không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại ngày càng nghiêm trọng. Nếu như qua vài ngày nữa, nói không chừng thật sẽ xuất hiện cục diện xấu nhất. Nghĩ đến loại khả năng này, sắc mặt Kim Ngọc Luật cùng Tiểu Đức đều khó coi, Trần Trường Sinh so với lúc trước thì bình tĩnh hơn chút ít. Như trước lúc hắn tiến vào vách núi màu đen này đã từng suy nghĩ, bạch đế chết hoặc là còn sống tốt, đối với nhân tộc mà nói cũng đều là tin tức xấu, nếu như là trường hợp trước, vậy thì cho thấy nội bộ yêu tộc không còn ai có thể chế trụ giả tâm của một phu nhân, nếu như là trường hợp sau, nói rõ bạch đế thật cùng một phu nhân ý nghĩ nhất trí. Chính là muốn kết minh cùng ma tộc, có một vị thánh nhân như vậy ở trong bóng tối nhìn chằm chằm, hắn còn có thể làm gì? Hiện tại đoán bạch đế có thể bị thương nặng, bị một phu nhân thi triển thủ đoạn giam cầm hơn nữa không ngừng tước nhược, tình hình như thế ngược lại là tốt nhất. Điều này nói rõ tương tộc tộc trưởng đêm đó giả mạo ý chỉ của bạch đế, trên thực tế bạch đế vẫn ủng hộ nhân tộc. Như vậy chỉ cần cứu được hắn, mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Lúc này, ngoài động bỗng nhiên truyền đến từng tiếng hạt kêu vang vọng chí cực. Trần Trường sinh ra khỏi động, gỡ xuống tờ giấy vừa nhìn, vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bạch Hạc mang đến hai cái tin tức mới nhất. Một tin tức tốt, một tin tức xấu. Thiên viên phá đã tỉnh, biệt dạng hồng hôn mê. Nhận được lá thư này, Trần Trường Sinh dặn dò Kim Ngọc Luật tiểu đức mấy câu, sau đó cưỡi hạt trời đi. Kim Ngọc Luật cùng Tiểu Đức liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấu nghi vấn cùng bất an trong mắt của nhau. Trần Trường Sinh trước lúc trời đi nói đi làm một chuyện, làm xong sẽ trở lại, cuối cùng còn nói hy vọng chuyện kia chưa xong. Lời này rất kỳ quái, khó hiểu nổi, đến tục cùng là chuyện gì, còn trọng yếu hơn so với giúp Bạch Đế Bệ hạ thoát khốn đây. Cự ly vách đá màu đen này hơn 10 dặm trên một ngọn núi tuyết, gió tuyết lướt nhẹ cùng Bạch Y Hòa làm một thể. Từ hữu dung đã đứng ở chỗ này một thời gian ngắn, nàng nhìn thấy Trần Trường Sinh cùng Kim Ngọc Luật Tiểu Đức tiến vào vách núi, nhìn bạch hạt đến, sau đó Trần Trường Sinh rời đi. Nàng mơ hồ đoán được trong bạch đế thành đã xảy ra chuyện gì, tâm tình cũng có chút ít ảnh hưởng. Cấm chế trận pháp trong vách núi màu đen, nàng đã quan sát đầy đủ thời gian, tìm được phương pháp có thể phá trận. Nàng từ trong tay áo tay lấy ra giấy trắng gấp thành con hạt giấy, sau đó buông tay để nó tự bay đi con hạt giấy theo gió tuyết mà đi trung trinh đi tới trước vách đá màu đen sau đó rơi trên mặt đất tiểu đức cảnh giác nhìn bốn phía không phát hiện bất kỳ điều gì nhặt hạt giấy lên mở ra vừa nhìn chỉ thấy trên giấy viết hai chữ chữ viết xinh đẹp hẳn là do nữ tử viết ra hai chữ này là kiếm trận từ lạc tinh sơn mạch trở lại bạch đế thành lấy tốc độ của từ hữu dung chỉ tốn một thời gian rất ngắn nàng không đi tòa tiểu viện sau miếu thiên thụ thị giả bởi vì nàng vẫn chưa muốn gặp mặt Trần Trường Sinh Cũng bởi vì trong vô thức nàng không muốn nhìn thấy hình ảnh này Trở lại gian khách sạn hôm qua ở Nàng chưa trở về phòng Tới tiền đường gọi chút ít bánh bao đường nổi danh nhất trong khách sạn này Không khí trong bạch đế thành khẩn trương hơn nửa quỷ dị Trên đường không có nhiều người đi đường Buôn bán của khách sạn tự nhiên cũng rất kém, người rảnh rỗi tới nơi này ăn điểm tâm cũng vô cùng ít. Vào lúc thực khách còn muốn xuống tiệm ăn, tất nhiên là chút ít người rảnh rỗi ham náo nhiệt, thật náo nhiệt tự nhiên cũng dễ nói xấu. Từ hữu dung lúc ăn bánh bao, vẫn nghe những khách nhân ở bàn kề cận đang nói xấu. Gần nhất náo nhiệt lớn nhất trong bạch đế thành tự nhiên chính là thiên tuyển điển cùng với ma quân, trần trường sinh trước sau hiện thân. Về phần nhàn thoại sôi sục nhất, tự nhiên là hiên viên phá ở trước hoàn thành hết lớn câu nói kia, cũng là câu nói mà lạc lạc điện hạ tự mình thừa nhận. Không biết giáo hoàng đại nhân nghĩ thế nào, bất quá nhìn hắn không để ý vạn dặm xa xôi, ngồi hạt mà đến, còn nói câu nói kia, hắn hẳn là thích công chúa Điện Hạ A. À. Nghe nói nhân tộc bên kia đối với loại chuyện này rất kiên kỵ, nhưng yêu tộc chúng ta lúc nào quan tâm tới những thứ này. Thích thì ngủ cùng nhau là được. Nghe nói giáo hoàng đại nhân cùng thánh nữ có hôn ước, nhưng yêu tộc chúng ta lúc nào quan tâm tới những thứ này. Đoạt tới là được, thật sự đoạt không nổi thì cứ ngủ cùng nhau là được. Từ hữu dung vốn đã có chút không vui, lúc ăn cơm nghe một bụng nhàn thoại, căn bản không ăn no, tâm tình càng thêm tồi tệ. Nếu nói đạo tâm sáng sủa, bình tĩnh như nước, sớm bị nàng bỏ quên ở nơi nào rồi. Nàng cầm một cái màn thầu một đĩa giấm tỏi, liền trở về phòng. Nàng đơn giản rửa mặt một chút, ngồi đến trước bàn, hướng về phía mặt gương đồng, nhìn mình trong gương bắt đầu xuất thần. Gương đồng không quá rõ ràng, có chút mơ hồ, nhưng dung nhan trong gương vẫn rất xinh đẹp, như loài hoa đẹp nhất mà thế nhân có thể tưởng tượng ra được. Ta là sư phụ của nàng, ta nói không cho nàng gả, nàng không thể gả. Thật là một câu nói khí phách a, à, quan hệ thầy trò thật tốt a. À. Nàng châm chọc nghĩ tới. Nàng rất rõ ràng, Tiểu Hắc Long đối với Trần Trường Sinh mà nói ý nghĩa chắc chắn là cả đời báo đáp ân tình, phiền toái thực sự chính là Lạc Lạc. Vô luận từ góc độ nào đánh giá, Lạc Lạc cũng là hình mẫu con gái mà nam nhân thích nhất chớ đừng nói chi là sự yêu thích của nàng đối với Trần Trường Sinh tinh khiết hơn nữa không có chút yêu cầu nào như vậy. Nàng không làm được như vậy, nàng không thể thích Trần Trường Sinh hơn bản thân mình, nàng thậm chí nghĩ mãi mà không rõ tại sao có người có thể làm được điều này. Nàng chỉ biết mình muốn cùng Trần Trường Sinh cùng vượt qua con đường tu đạo dài dòng đến ngàn năm, khiêu chiến lớn nhất sắp sửa gặp phải là cái gì? Nàng càng nghĩ càng mất hứng, mân mê cái miệng nhỏ nhắn, toát ra thần thái của tiểu nữ hài chưa từng nhìn thấy ở bên ngoài. Nàng nhìn chính mình trong gương, trầm trì nói nói, ngươi dễ nhìn như vậy, ngươi dễ nhìn nhất, ngươi là cô nương đẹp nhất thế gian này, hắn cũng không phải người mù. Nói xong câu đó, nàng bỗng nhiên giật mình, cảm thấy xấu hổ, ưng một tiếng, ôm kính mặt. Tại lúc này, trong gương đồng bỗng nhiên tỏa ra một tầng sương. Từ hữu dung vẻ mặt khẽ rung lên, dùng tốc độ nhanh nhất trở lại bình tĩnh, trong mắt không còn buồn rầu cũng không có xấu hổ chỉ có vẻ thanh mỹ bình tĩnh lúc này nàng chính là thánh nữ khí chất giống như khu rừng sau cơn mưa xuân trong gương đồng đám sương dần dần biến hóa ngưng tụ thành những đường nét hoặc đậm hoặc nhạt mơ hồ có thể thấy là một gương mặt hình ảnh vẫn mơ hồ không thấy rõ mặt mày nhưng chẳng biết tại sao gương mặt này lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng tuấn mỹ còn toát ra một loại khí chất như núi cao từ hữu dung nhìn người trong gương nói ta đã tự mình đi xem cấm chế, nếu bạch đế còn sống, hẳn là có biện pháp để đi ra ngoài, ít nhất có thể truyền ra chút ít tin tức. Nghe được câu này, người trong gương trầm mặt thời gian rất lâu, rất rõ ràng câu nói nhìn như tầm thường này, đối với tâm thần của hắn tạo thành một chút trùng kích. Từ hữu dung cũng không đặt câu hỏi, chẳng qua chỉ an tĩnh đợi chờ. Người này thở dài, cảm khái khó nói thành lời, thậm chí lộ vẻ có chút sầu não. Hắn nói, đã như vậy, vậy chúng ta giúp hắn ra đi từ hữu dung nói ta đã truyền lời cho trần trường sinh lấy ngộ tính của hắn hẳn là có thể phá trận rất nhanh người kia nói nếu tình hình như thế các ngươi cần phải cẩn thận một chút từ hữu dung đột nhiên hỏi tại sao hắn nguyện ý giúp ngươi ngươi cũng không có thủ đoạn nào khác ở cục diện bây giờ ngươi có rất nhiều cơ hội để giết chết hắn người này hỏi ngược lại vậy vì sao ngươi lại nguyện ý giúp ta từ hữu dung nói đại cục làm trọng người này bình tĩnh nói cũng là đạo lý giống như vậy cho nên không phải hắn đang giúp ta cũng không phải ta đang quan tâm hắn giết chết hắn sau này còn có rất nhiều cơ hội từ hữu dung cuối cùng hỏi biệt tiên sinh bên kia thật sự không có biện pháp sao người này suy nghĩ một chút nói nếu như nhiệt đồ này không chữa khỏi được vậy thì không còn cách nào nếu nói đại cục dĩ nhiên là chỉ nhân tộc sinh tồn sinh sôi không ngừng trên phiến đại lục này như thế nào từ hữu dung muốn suy nghĩ vấn đề này người trong gương đồng cũng muốn suy nghĩ vấn đề này trần trường sinh làm nhân tộc giáo hoàng đương đại dĩ nhiên càng cần phải quan tâm tới vấn đề này mặc dù hắn cho là mình không có năng lực như thế có rất nhiều chuyện hắn không có năng lực giải quyết cho dù là y đạo mà hắn am hiểu nhất ở một vài thời khắc thoạt nhìn cũng không dùng được bạch hạt xuyên qua đại thụ trong miếu thiên thụ thị giả rơi vào trong tiểu viện phong cảnh đổ nát. Hiên viên phá sắc mặt tái nhợt, cánh tay phải uể oải vô lực buông thõng, thấy Trần Trường Sinh cực kỳ miễn cưỡng cố nặng ra vẻ tươi cười. Trần Trường Sinh tiến lên ôm hắn, trên tấm lưng dày của hắn dùng sức vỗ ba cái, không cần nhiều lời nữa, đi vào trong nhà. Biệt dạng hồng tựa vào trên tường, nhắm mắt, sắc mặt như thường, tựa như đang ngủ say. Trần Trường Sinh trầm mặt không nói đi tới trước người hắn, từ trên ngón tay gỡ xuống kim châm, lần nữa trị liệu cho hắn. Đều nói chu sa đan của hắn có thể sinh bạch cốt hoặc tử nhân, nhưng thật ra chẳng qua là tin đồn khoa trương mà thôi, chu sa đang ẩn chứa thánh huyết, chỉ có thể cứu trị ngoại thương như mất máu gãy xương rách bụng mà thôi. Thương thế của biệt dạng hồng là do hai gã thiên sứ đến từ thánh quan đại lục gây ra, toàn bộ thần hồn cùng thân thể đã gặp phải thương tổn không cách nào nghịch chuyển, căn bản không cách nào trị lành. Không biết qua thời gian bao lâu, Trần Trường Sinh Đạo Y đã bị mồ hôi ướt nhẹp, cũng may sau khi được thiên hải thánh hậu trùng tạo kinh mạch, đã không có mùi thơm lạ lùng làm cho toàn bộ thế giới điên cuồng nữa. Biệt dạng hồng chậm rãi mở mắt, rốt cục tỉnh lại. Trần Trường Sinh ở sâu trong ánh mắt của hắn lần nữa thấy vệt ảm đảm, mang theo khí tức màu xám. Đạo khí tức kia vô cùng đạm, giống như cánh đồng tuyết rơi xuống tuyết mới, khe núi rơi xuống hạt mưa. Nếu không phải người giống hắn có thần thức cực mạnh, căn bản không cách nào phát hiện ra. Đạo khí tức này chính là tự ý. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.